Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Hoàng Thị Thơ and my nickname is Sam. Chào mừng các bạn đã tới với video bài giảng của cô. Và trước khi xem video bài giảng này, mời các bạn chú ý vào một số ký hiệu sau để biết nhiệm vụ của mình trong khi xem video bài giảng nhé. If you see this picture, please listen. Now let's repeat or speak. And now let's write. Are you ready? Here we go. Today we will review Unit 11. What's the matter with you? Lesson 1. Trong buổi học các bạn đã được học mẫu câu What's the matter with you? Các bạn muốn hỏi bạn mình có vấn đề sức khỏe gì thì chúng ta sẽ hỏi là What's the matter with you? Hoặc các bạn cũng có thể hỏi là What is the matter with you? Và nếu chúng ta đang có vấn đề gì về sức khỏe thì chúng ta có thể nói với bạn mình là I have. Okay, now you will listen and repeat. What's the matter with you? What is the matter with you? I have. Các bạn lưu ý, trong câu hỏi và câu trả lời, các bạn đều lên giọng ở đầu câu và xuống giọng ở cuối câu nhé. What's the matter with you? What's the matter with you? A pain. I have a pain. What's the matter with you? A toothache. I have a toothache. What's the matter with you? A headache. I have a headache. What's the matter with you? A backache. I have a backache. What's the matter with you? An earache. I have an earache. Có từ các bạn thấy sử dụng ở nhưng có từ lại sử dụng an, đúng nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem vì sao chúng ta lại sử dụng an. An sử dụng với những danh từ bắt đầu bằng 5 nguyên âm trong tiếng Anh, đó chính là letter A, E, I, O, U. Tất cả những danh từ bắt đầu bằng 5 nguyên âm trong tiếng Anh như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình A, E, I, O, U thì đều sử dụng giới từ an đứng phía trước. Ví dụ chúng ta có an apple, an elephant, an ink, an orange, an umbrella. Tương tự như vậy chúng ta có an earache, đúng nào? Chúng ta tiếp tục với những bệnh thường gặp mà các bạn đã được học trong tiết học hôm trước nhé. What's the matter with you? A stomachache. I have a stomachache.
Các bạn lưu ý một chút xíu này, những từ trước các bạn thấy đuôi ache đều được gắn liền với từ phía trước đúng nào? Nhưng riêng với từ stomachache, các bạn không viết liền đuôi ache phía sau từ stomach các bạn nhé. What's the matter with you? A sore throat. A sore throat. I have a sore throat. I have a sore throat. What's the matter with you? Sore eyes. Sore eyes. I have sore eyes. I have sore eyes. Bật mí các bạn một chút xíu về cách phát âm của O and A. Letter O và letter A là một đôi bạn thân. Khi O và A đi cùng nhau, A rất xấu hổ nên bạn A rất xấu hổ nên bạn A im lặng, chỉ có bạn O lên tiếng thôi. Vì thế O và A đi cạnh với nhau thì chỉ được phát âm là O. O. Bây giờ các bạn hãy nhìn vào từng từ và chúng ta cùng đọc từ nhé. O. Toaster. Toaster. V. O. Boat. K. O. Coat. S. O. Soap. Tương tự như vậy chúng ta có thr. O. Throat. What's the matter with you? A fever. A fever. I have a fever. I have a fever. What's the matter with you? A cough. A cough. I have a cough. I have a cough. Now let's review. Chúng ta hãy cùng ôn tập lại tất cả những từ mà các bạn đã vừa học. A flu. Sore throat. A sore throat. Cough. A cough. Toothache. A toothache. Headache. A headache. Earache. An earache. Pain. A pain. Pain ở đây là các bạn nói bị đau. Nói chung chung các bạn có thể sử dụng a pain. Fever. A fever. Stomachache. A stomachache. Backache. A backache. Vậy nếu như các bạn muốn hỏi vấn đề sức khỏe của một bạn nữ nào đó, các bạn sẽ sử dụng câu hỏi What's the matter with her? What's the matter with her? She has a sore throat. She has a sore throat. Còn nếu các bạn muốn hỏi sức khỏe của một bạn nam nào đó, chúng ta sẽ hỏi là What's the matter with him? What's the matter with him? He has an earache. He has an earache. Các bạn thấy là với chủ ngữ she và he thì từ have được biến đổi thành has, đúng không nào? Các bạn hãy lưu ý sự biến đổi nhỏ này nhé. It's time for you to write. Take out your pen and notebook please and copy down please. Các bạn có thể dừng lại video để ghi từ vào trong, ghi mẫu câu vào trong vở các bạn nhé. Now let's review. Các bạn muốn hỏi bạn mình có vấn đề gì đó về sức khỏe thì chúng ta sẽ hỏi là What's the matter with you? Và nếu như chúng ta có vấn đề gì đó về sức khỏe
thì chúng ta sẽ nói là I have. I have sore eyes. I have sore throat. I have a cough. I have a toothache. I have a headache. I have a backache. I have a stomachache. I have a fever. I have a flu. I have a pain. I have an earache. Đây là toàn bộ nội dung mẫu câu và từ vựng liên quan tới các vấn đề sức khỏe mà các bạn đã học trong Unit 11, What's the matter with you? Lesson 1. Now it's time for you to write. It's time for you to write. Take out your notebook and pen to write. Các bạn có thể tạm dừng video để ghi lại mẫu câu và từ vựng. Now it's time to play. Ở dưới video này, cô đã đính kèm hai đường link trò chơi để các bạn ôn tập lại ở nhà. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện với mỗi đường link nhé. Với đường link đầu tiên, các bạn sẽ click vào đường link. Khi click vào đường link thì các bạn sẽ hiện ra một biểu như thế này. Ở chỗ name, các bạn hãy ghi rõ tên của mình. Ví dụ Hoàng Thơ, sau đó ghi tên, rồi tới ghi lớp, tiểu học, thị trấn. Sau khi các bạn ghi đầy đủ tên, lớp và trường rồi thì các bạn hãy chọn vào Start. Đây là trò chơi đập chuột. Và trong trò chơi đập chuột này, các bạn hãy đập vào những từ chỉ các vấn đề về sức khỏe. Với mỗi một từ các bạn chọn đúng thì các bạn sẽ được giành một ngôi sao. Cho tới khi các bạn hoàn thiện đủ 5 sao, nếu như các bạn chọn sai thì tất cả những từ sẽ biến mất. Các bạn, còn đây là thanh thời gian, các bạn có thể nhìn thời gian ở đây để hoàn thiện bài tập của mình nhanh hơn. Khi gõ vào cột thời gian này, các bạn sẽ được tăng thêm thời gian. Còn với đường link trò chơi thứ hai, khi các bạn ấn vào, tương tự sau khi các bạn đặt tên thì các bạn sẽ được tham gia chơi trò chơi thứ hai. Với trò chơi đặt cược này, các bạn có tổng số điểm ban đầu là 10 điểm và đây là số điểm mà các bạn dùng để đặt cược. Các bạn đọc câu hỏi phía trên và nhìn vào bức tranh gợi ý. Nếu như các bạn biết chắc chắn đáp án thì các bạn hãy chọn số điểm cược thật cao nhé. Còn nếu như các bạn chưa chắc chắn về đáp án của mình sau khi đã nhìn thấy gợi ý là bức tranh thì các bạn hãy xem xét để chọn số điểm cược thấp hơn. Ví dụ cô cược 2 điểm. Ở đây có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Có các đáp án cho các bạn lựa chọn và các bạn hãy chọn đáp án đúng. Nếu các bạn chọn đúng đáp án thì các bạn sẽ được cộng 2 điểm. Còn nếu các bạn chọn sai thì các bạn sẽ bị trừ đi số điểm mà mình đặt cược. Đây là một câu trả lời sai đúng nè. Và số điểm của các bạn chỉ còn 8 thôi. Tương tự như vậy, các bạn hãy hoàn thành cho cô 10 câu trong trò chơi này nhé. Ok, now it's time to say goodbye. Goodbye everyone, see you.